Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao Hưng Yên. Mở đầu chương trình là thông tin, đông đảo người cao tuổi thị xã Mỹ Hào tham gia luyện tập dưỡng sinh. Hiện tại, thị xã Mỹ Hào có gần 50 câu lạc bộ dưỡng sinh, tiêu biểu như câu lạc bộ dưỡng sinh phường Bần Yên Nhân, câu lạc bộ dưỡng sinh xã Xuân Tục, câu lạc bộ dưỡng sinh xã Cẩm Xá. Mỗi câu lạc bộ trung bình có từ 70 đến 100 thành viên luyện tập chủ yếu vào các buổi sáng sớm. Các câu lạc bộ thường chọn những bài thể dục dưỡng sinh quen thuộc như tập bài 7 động tác, 56 nhịp, thái cực kiếm, gậy ngắn, gậy dài. Thể dục dưỡng sinh không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn giúp phục hồi các chức năng của cơ thể, nhất là các triệu chứng thường thấy ở người cao tuổi như bệnh khớp, huyết áp, tim mạch. Do đó, đây là môn thể thao được đông đảo người cao tuổi tại các xã phường của thị xã Mỹ Hào yêu thích và luyện tập. Được đưa vào tập luyện từ năm 2014, môn võ vô vi nam đang thu hút nhiều thiếu niên nhi đồng ở các xã thị trấn trong huyện Phù Cừ theo học. Tham gia luyện tập môn võ truyền thống của Việt Nam này, các em học sinh không những được thỏa mãn niềm đam mê với võ thuật, nắm được các kỹ thuật cơ bản của võ vô vi nam, mà còn giúp các em rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đồng thời được giao lưu với các bạn cùng trang lứa, qua đó có sân chơi lành mạnh, bổ ích trong những ngày hè. Là một trong những câu lạc bộ bóng đá phong trào ra đời sớm nhất ở Hưng Yên, câu lạc bộ bóng đá Lão Tướng thành phố Hưng Yên là điểm hẹn thể thao của những người hưu trí và đang công tác. Câu lạc bộ được thành lập vào năm 2000 với mục đích duy trì niềm đam mê với trái bóng tròn, tạo cơ hội cho người yêu bóng đá có sân chơi thể thao vui khỏe. Sau gần 20 năm, đến nay câu lạc bộ có 25 thành viên tuổi từ 35 đến 65. Phần lớn thành viên đã lớn tuổi, song vẫn đều đặn đá bóng mỗi tuần 5 buổi để rèn luyện sức khỏe. Câu lạc bộ còn lập quỹ hội để thăm hỏi động viên nhau những lúc ốm đau. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức giải cờ vua, cờ tướng vô địch các nhóm tuổi. Tham gia giải có gần 100 vận động viên đến từ 8 huyện, thành phố, thị xã và công an tỉnh. Trong đó có 20 vận động viên thi đấu môn cờ vua và trên 80 vận động viên thi đấu môn cờ tướng. Các vận động viên tham dự giải được chia làm 6 nhóm tuổi, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Thời gian cho mỗi đấu thủ là 60 phút để hoàn thành một ván cờ. Qua 2 ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao 20 bộ huy chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Kết thúc giải, đoàn Phù Cừ giành vị trí nhất toàn đoàn. Về nhì là hai đoàn thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào, đoàn Tiên Lữ giành vị trí thứ 3. Câu lạc bộ cờ tướng huyện Văn Lâm là câu lạc bộ cờ tướng cấp huyện duy nhất của tỉnh Hưng Yên. Câu lạc bộ thu hút gần 100 người trong độ tuổi từ 18 đến trên 60 tuổi, tập luyện thường xuyên. Để nâng cao chiến thuật và tinh thần thi đấu, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu với các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Từ câu lạc bộ đã xuất hiện nhiều kỳ thủ xuất sắc như Nguyễn Văn Phụ, Nguyễn Văn Bình. Đã nhiều năm liền đạt huy chương vàng trong các giải cờ tướng do tỉnh tổ chức. Tiêu biểu có kỳ thủ Đặng Hữu Trang đã đạt chức vô địch giải cờ tướng quốc gia năm 2017 và trở thành kỳ vương thứ 11 của Việt Nam. Mặc dù đây là mùa giải đầu tiên câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến tham gia tại giải hạng nhất quốc gia, song đội bóng xứ Nhãn Hưng Yên đang thi đấu khởi sắc, đạt được thành tích tốt. Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng vào lúc này là phần thưởng xứng đáng dành cho thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh. Sau 10 vòng đấu đã qua, câu lạc bộ Phú Hiến giành được 21 điểm với 6 trận thắng, 3 trận hòa và mới chỉ thua 1 trận. Xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém 2 điểm so với đội dẫn đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với đa số là cầu thủ trẻ, nhiều cầu thủ lần đầu tiên chơi bóng ở giải chuyên nghiệp, song đội bóng của Hưng Yên thi đấu tiến bộ qua từng trận, tạo được phong cách riêng với lối chơi tấn công sắc nét và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc khi bị dẫn bàn. Câu lạc bộ Phú Hiến đang là một trong những ứng viên sáng giá cạnh tranh 1,5 suất lên chơi tại giải vô địch quốc gia V-League năm sau. Phú Hiến là một đội bóng mặc dù còn trẻ nhưng mà được tổ chức rất là tốt, và họ là một đội bóng có lối chơi rất là tập thể và càng ngày họ chơi rất là tự tin. Tôi nghĩ họ còn trong tương lai họ còn tiến rất là xa. Các em tự tin hơn, các em khát khao hơn, cống hiến hơn, và cái mục đích của các em không phải là những trận đấu hạng nhất mà các em còn muốn nhiều hơn nữa, giống như lên V-League hoặc là lên các đội tuyển trẻ. Góp phần quan trọng vào thành tích chung của câu lạc bộ Phú Hiến phải kể đến những tân binh chất lượng mà đội bóng bổ sung trước mùa giải. Nổi bật là cựu vua pha lưới Lào Lích Xuân Nam, tiền vệ Việt kiều Martin Lò, đội trưởng Ngọc Bảo đều hòa nhập tốt với đội bóng,
đóng góp tích cực vào lối chơi của cả đội ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng Sư Nhãn. Xuân Nam chơi thăng hoa khi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải hạng nhất với 9 bàn thắng. Tiền vệ Martin Lò đã có được 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn, được giới chuyên môn đánh giá là mẫu tiền vệ sáng tạo, có khả năng dẫn dắt lối chơi và tạo đột biến. Martin Lò cùng với Ngọc Bảo, Đức Thông là 3 cầu thủ của Phú Hiến được triệu tập lên đội tuyển U23 thi đấu giao hữu với U23 Myanmar vừa qua. Mỗi tuần Martin muốn cho đội Phú Hiến của mình để thắng. Em muốn làm tốt vào cho đội Phú Hiến và làm tốt vào với đội U23 để cho được đá SEA Games. Em cũng đã đặt mục tiêu cho mình là cố gắng thi đấu ra sân thật nhiều cho câu lạc bộ Phú Hiến và ghi được thật nhiều bàn thắng giúp cho câu lạc bộ có được kết quả tốt. Và bản thân câu lạc bộ lãnh đạo cũng như huấn luyện viên và tất cả cầu thủ đều đồng lòng là phấn đấu đá làm sao để giành được thứ hạng cao nhất để mục tiêu là để có thể là lên sân chơi V-League mùa sau. Giai đoạn lượt về của mùa giải hạng nhất quốc gia 2019 còn ở phía trước, tin tưởng rằng thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh sẽ duy trì tốt phong độ, tiếp tục thi đấu khởi sắc, giành được nhiều chiến thắng để cạnh tranh suốt lên hạng, xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Hưng Yên. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin thể thao Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.